Bữa nay mình nhìn rất là tàn tạ đúng mọi người. Bữa nay là chạy vội vàng tại vì cái chợ này nó sắp sửa, nó chỉ mở buổi sáng thôi. Cho nên là mình tranh thủ đi cái chợ gọi là chợ nông sản Bio Mart. Mình đang tiến vào khu vực bên trong này. Cái chợ này mọi người nói là cái chợ như kiểu họ bán những cái sản phẩm mà họ được trồng được á. Bánh kim chi, bông me, cái cảnh này. Hoa bánh mì trời. Nhìn là thấy thèm rồi đó. Rau thơm. Wow, thích hết. Đây là tiếng Phúc Đoàn. À, khu vực bán phô mai. Cái này người ta làm cái những sản phẩm liên quan đến sữa của kiểu dê nhiều lắm nha. Wow, đấy thì bánh mì Việt Nam nè mọi người. À, chữ mì mọi người, bánh mì Việt Nam. Đây có đây này kia. À, chào em. Chào chị. Ba bố bò lên lắm. Wow. Hay quá, lâu lắm rồi không thấy món này. Em có qua được mấy ngày rồi. Quá tà hà. Em bánh thịt em dạ. Bánh thịt gà, bánh thịt heo. Cái đó gỏi em, gỏi củ hành, gỏi bò. Cái này gỏi đu đủ, này gỏi bò. Spicy.
Nên bánh ngọt. Lemon cake chili pie cho. Lemon cake. Lemon cake chili pie. Pie. Khoai tây. Freeze it in the like cubes. Gạo. Họ cắt ra kiểu mấy món chè ở Việt Nam mình làm mấy cái chili hay hơn cái này.
bữa nay là buổi tối nay là bạn mình dẫn mình ra chỗ nhà hàng này để ăn món truyền thống của người Nepal, Dal Bhat. Mấy bữa trước thì bạn bận đám cưới á, nên là bữa nay là được đền bù ăn ở nhà hàng đặc biệt. Bữa nay thì bạn có thời gian để dẫn tụi mình đi chơi chỗ này chỗ kia trước khi đi chỗ khác. Nên là thử coi là bữa nay ra cái chỗ này là gì ta, tên là Capital Grill. Thế bạn mình chắc nghĩ là chắc ngon nên bạn mới dẫn thôi, bạn là người ở đây mà, nghĩ chắc là cũng không đến nỗi tệ đâu. Thì mình cùng khám phá nha. Bây giờ mình vô trong nha mọi người. Ở đây có mấy bức tranh của người So, đây là nhà hàng tên mà Jimu Takali Capital Grill. Thì họ có chiếc thanh toán Visa card nữa. Đây là những món ăn ở trong nhà hàng. Có thịt gà, có thịt dê. Thịt kiều, ăn bên ngoài thịt dê. Có thịt gà, thịt kiều. À, cái lại cá nữa. Đây có gà, cá, kiều. Đó, ở đây ngoài nhà hàng có khu bên trong, có khu quầy bar nữa. Yeah. Đây là cái đồ ăn mình sẽ gọi ngày hôm nay là mọi người, một cái menu ở trong đó có nhiều cái món nhỏ vậy đó. Đó. Để mình coi lại cái giá coi, cái này mình chưa thấy giá đâu hết. Cái là mấy cái món tráng miệng thôi. Mấy cái món nhỏ. À. Thấy giá cũng được á, mình thấy giá cũng giống ở bên trong Tamir. Thì cao hơn chút thôi nhưng mà ở ngoài đây thì chất lượng hơn hẳn luôn, mà sạch sẽ nữa, mà sang trọng nữa. Có món Tây nữa nè, có quality chin, burger nè, các thể loại. Thank you.
Đây là món momo mọi người, đây là món momo thịt trâu. Nhìn rất là hấp dẫn, nhưng mà món này nếu mà ra là mọi người phải ăn ngay. Tại vì cái này phải ăn nóng mới ngon, nếu mà để lâu nó sẽ bị nguội. Cái vỏ nó bị mềm, nó bị cứng với lại nó nguội không có ngon nữa. Nên phải ăn nóng khi mà vừa ra. Mình sẽ ăn ngay nha mọi người, mở hơi nóng á. Nó hấp dẫn mọi người. Wow. Ngon mọi người. Ngon. Sốt cay mà thịt ngon. Gia vị nêm nếm rất là vừa, mà vỏ bánh cũng ngon, mà nước sốt cũng cực kỳ ngon. Ngon mọi người. À, đây là món tiếp theo của mọi người đang thấy, đây là món thịt kiều nha mọi người. Đây là món ăn vặt của người Nepal, là món này tên là sukuti. Và nếu mà cái món này là cái thịt bò khô được nêm nếm bằng cái gia vị là nấu nêm nếm bằng cái gia vị mà đặc biệt riêng của người ta gọi là sadeco. Được gia vị, cái thịt gia vị nêm nếm xong là làm một cái món thịt bò khô, xong rồi họ mới kiểu vì sao họ nấu thêm một cái bước nữa là xào nấu, sau đó nấu chung với lại gừng. Ở đây mình thấy có gừng, có tỏi, có ớt xanh. Thì cái món này gọi là sukuti sadeco. Thì mình thử nha, mình thử ăn coi có nó là sao nha. Wow. Ngon mọi người. Oh. Thank you. Wow. Wow, hấp dẫn không mọi người ơi. Đây là sau 3 tháng ngày chờ đợi, bữa nay mới được ăn món này mọi người. Đây là món nem mọi người, món chiên nem. Còn cái này là mình nghĩ là chắc là đậu mướp đắng á, mướp đắng chiên. Còn cái này là cải trắng làm kim chi, có này là nước sốt chấm. Cái này là cà chua, không phải dưa leo với lại cà rốt. Cái này là cá curry. Cái này là súp dal, còn cái này là rau xào. Cái này là khoai tây chiên ướp. Cái này là món bột của người ngày xưa khi mà họ còn chưa có gạo để ăn á, thì họ sẽ ăn cái bằng cái chất bằng cái loại mà giống như kiểu là để làm cái giống như mì soba của Nhật á, là nó cũng làm bằng cái loại này. Cái này cái bánh giống như bánh chiên này nè, đó. Dạ, giờ thử ăn nha mọi người. Mình đã rửa tay xong rồi nha, vừa đi rửa tay xong. Sẽ ăn thử cái ớt này đi. À thôi ăn này curry. Rất là mềm, rất ngon mọi người. Thử luôn cái này nha. Ủa mà cái này thật, hai tay hay một tay vậy? Cái nước đan này. Ngon mọi người. Thử cái này nữa. Wow. Ngon mọi người. Mọi người phải ăn kiểu gì là mới ra cái kiểu của người Nepal nha mọi người. Nếu mà ăn kiểu kia là chưa giống lắm đâu. Nếu mà ăn bằng muỗng thì là người ta không thích lắm đâu. Nếu mà mình ăn giống giống vậy này đó thì người ta mới ra. Đó, trộn vô xong rồi trộn lên vậy đó. Ngon mọi người. Ăn gì nó đậm vị hơn, nó ngon hơn nữa. Ai mình ăn thì thấy ngon, thấy nó đậm hơn đó mọi người. Nếu mình ăn từng món một mà không ngon, mình giống cái trộn giống vậy. Nó trộn lại. Mình xin miếng cá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn. Anh cảm thấy thank you so much. Yeah, thank you. The food was really delicious. Tạm mừng mấy ăn xong mọi người. Bây giờ mọi người chuẩn bị ra ngoài. À, bữa ăn hôm nay rất là thoải mái, không gian tuyệt vời, đồ ăn cũng ngon. Mọi người cũng thân thiện, lịch sự và chỗ cũng sạch sẽ. Nói chung mọi điều đều tốt đẹp. Mình rất hài lòng bữa ngày hôm nay. Mình sẽ cái này chỗ cái nơi này mình sẽ recommend mọi người tới đây là tại vì nếu mọi người cách không cách xa trung tâm Tamir lắm mà đi chỗ đây cũng gần thì không xa mà chỗ này rất được cho mọi người nên thử một lần nha nếu như là mọi người có đi qua bên Nepal này nha. Okay.